Rồi, xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục là hôm nay là em test con Amly đời nông 1500 AE gửi cho bác khách ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Thì đây là con khiển kèm theo máy của bác, đây là khiển zin đúng máy luôn nha bác nha. Đó. Rồi. Con này thì bác có thể chơi được cả CD của đời nông này, CD đời nông này. Đó. Và DES luôn nè, DES là đầu cassette á. Đó. Còn cái khoản này là chúng ta dành cho Amly nha. Cái khoản này dành Amly lớn nhỏ này, mutting này. Đó. Đối với con 1500 AE thì nó là cái dòng đời cao hơn của những con 1500 R hay là R25 mã. Nhưng vì nó là mặt trắng và mặt trắng cho nên không được anh em chọn nhiều giống như là 1500 R hay là R25 mã anh em nha. Nhưng mà nói về đời mới thì con này nó nặng hơn con 1500 R R25 mã nha. Nặng hơn nha anh em nha. Và cái chất lượng hơn chứ không phải là thường. Vẫn sử dụng 4 sò MOSFET 2 tăng phô. Đấy. Và đây là con máy của bác khách nha. Thì em có một con duy nhất thôi. Đây bác nha. Con này là hồi hôm em báo là giảm 500 ngàn. Thì con này là em đang đăng là 9 triệu và giảm trực tiếp 500 ngàn cho anh em là chỉ có 8 triệu rưỡi. Nên anh em mua con này khiển riêng máy là có 8 triệu rưỡi, rất là giá, rất là cực kỳ ưu đãi cho anh em luôn. Máy rất đẹp nha. Máy đẹp. Nắp lưng bọng nguyên si hết nha. Đây nha. Và em cũng quay luôn cả cái số series của bác cho bác khách nha. Để bác xem nha. Đấy, máy móc chân hoàng hà này. Nó hơi tối tí nha. Đó. Số series của bác này. Rồi đem mở đèn lên cho nó thấy nha. Đó. 503207 bác nha. Điện 100V, công suất là 200W, công suất nguồn máy ra băng. Đấy, rồi. Và hiện tại thì em đang ghép với cặp loa Boss 301 Series 3 nè. Boss 301 Series 3. Đấy. Đây nha, Boss 301 Series 3 nha. Và đôi 301 Series 3 này là đôi riêng toàn tập và đẹp toàn tập, giá là 12 triệu anh em nhé. Và hiện tại thì em đánh bằng cặp dây lo phải gọi là rất là rẻ tiền luôn. Đó. Rất là bình dân cho anh em chơi. Đó. Và em mời anh em nghe thử một đoạn ha, giữa con Amly 1500 AE và một cặp loa Boss 301 Series 3. Rất là tuyệt vời nha. Em đang chơi nhạc non top cho anh em nghe này. Và em chỉ đánh Amly với loa nha. Ở đây thì em không có sub. Rồi, mời anh em nghe thử nha. Thank you.
Anh đã từng cố gắng vun đắp cho tình yêu của mình, nhưng một mình anh người dặn vỡ đêm này. Người đang nắm trong tay chẳng có gì được ngày mai. Anh mơ về ngày sau nhiều hơn những gì đang có. Đấy anh em nghe ha, chỉ có một cặp loa Boss 301 Series 3 và một con amply đàn ông 1.500 thôi. Anh em có nghĩ, em không nghĩ là cái tiếng bass nó phê đến nỗi mà giống như là mình chúng ta nghe súp nha, tiếng rất là phê à, rất là phê luôn. Rồi và tới đây thì em cũng xin kết thúc clip nha. Kết thúc clip thì em có đi lướt qua, anh em thấy nè, hàng hôm nay về nè à, hàng về nè, rồi hàng về hôm nay hàng mới về, thì em sẽ làm clip sau clip này là clip thông báo hàng về. Rồi tới đây em xin kết thúc và xin cảm ơn em rất nhiều ạ.